Ngoại trưởng Trung Quốc ông Tần Cương đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp NAUI bà Haniken Hifell tại thủ đô Oslo của NAUI, trạng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm ba nước châu Âu gồm Đức, Pháp và NAUI. Ông Tần Cương cho rằng đang có sự thổi phồng quá mức các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, từ vấn đề dân chủ đến chế độ nhà nước, thậm chí là đã có những so sánh về một thời kỳ chiến tranh lạnh mới. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng cảnh báo một cuộc chiến tranh lạnh mới sẽ mang đến kết cục thảm khốc hơn so với trước đây và gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ và hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu. Các tuyên bố của ông Tần Cương được đưa ra ngay trước thềm hội nghị ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu EU tại Stockholm, Thụy Điển vào tối ngày hôm qua, với trọng tâm thảo luận là đánh giá lại mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Phát biểu trước hội nghị, ngoại trưởng Liên minh châu Âu ông Josep Borrell cho biết, Liên minh châu Âu sắp hoàn tất bản dự thảo chính sách đối với Trung Quốc để trình lên hội nghị thường đỉnh Liên minh châu Âu vào cuối tháng 6 tới, trong đó sẽ nhấn mạnh đến mối quan hệ thương mại cân bằng và giảm thiểu các nguy cơ đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Joseph Borrell cũng thừa nhận sự bất đồng quan điểm giữa các nước thành viên trong cách đánh giá về Trung Quốc, nhất là việc Đức luôn coi Trung Quốc là đối tác thương mại chủ chốt. Trước khi đến Naui, Uy, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cư đã lần lượt dừng chân tại Đức và Pháp. Cả Đức và Pháp tiếp tục đánh giá Trung Quốc có vai trò to lớn đối với việc duy trì hòa bình trên thế giới, nhất là ảnh hưởng của Trung Quốc đối với cuộc xung đột tại Ukraine và thúc giục Trung Quốc cần thể hiện quan điểm rõ ràng hơn. Trong một động thái đáng chú ý ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đại diện đặc biệt của chính phủ trung quốc về các vấn đề á âu ông lý huy sẽ thăm ukraine ba lan pháp đức và nga để bàn giải pháp cho cuộc xung đột